xin chào toàn bộ quý khách hàng. Một năm cũ sắp qua và chúng ta chuẩn bị đón năm mới năm 2018. Hà Nam xin dành lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng trong năm vừa rồi đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ và tin tưởng lựa chọn sản phẩm laptop Baraniu tại Hà Lát. Nhân dịp đầu năm mới, Hà Lát gửi các bạn chương trình lì xì đầu năm. Tất cả khách hàng mua sản phẩm tại Hà Lát trong thời gian từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 âm lịch sẽ được lì xì ngay 500.000. Áp dụng với tất cả các đơn hàng mua hàng và đặt hàng trên cả hai chi nhánh Hà Lát và Sài Gòn Lát. Các bạn lưu ý là chỉ áp dụng trong 3 ngày, là ngày từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 âm lịch. Và cuối cùng năm mới, Hà Lát xin gửi lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, thành công. Hà Lát xin cảm ơn.